Vâng, liên tục những vụ án phức tạp xảy ra gần đây khiến dư luận hết sức xôn xao. Trong khi vụ án giết người rồi giấu xác trong bê tông tại Bình Dương chưa lắng xuống thì ngày hôm nay tại Lâm Đồng, cơ quan công an tỉnh này đã tiếp nhận một vụ án giết người rồi giấu xác tại vườn bơ. Vâng, và nạn nhân trong vụ việc là ba bà cháu. Cả ba người đã qua hàng xóm chơi và có xảy ra mâu thuẫn. Chủ nhà dùng dao đâm chết cả ba và sau đó đào hố trong vườn, chôn xác phi tang vào ngày hôm qua. Và đến sáng ngày hôm nay 25 tháng 5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng với công an huyện Lâm Hà tiến hành khai quật thi thể ba bà cháu. Nghi phạm của vụ án là Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh, đã bị bắt giữ ngay trong rạng sáng ngày 25 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5, bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến đi chơi trong thôn. Sau khi dẫn cháu mua bánh kẹo tại một tiệm tạp hóa trong thôn, bà Vượng tiếp tục đưa hai cháu đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi chơi. Tại đây, ba bà cháu xin xuống vườn hái bơ nhưng xảy ra cãi vã với bà Nhi. Sau đó bà Nhi đã dùng dao băm chém liên tục vào người bà Vượng rồi quay sang chém vào cháu Tiến và Thảo. Khi thấy ba nạn nhân tử vong, bà Nhi lôi thi thể ra sau vườn để đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng cách nhà khoảng 50 km. Cho đến đêm ngày 24 tháng 5, khi nhận được tin báo sự việc bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu không về nhà, lực lượng công an huyện Lâm Hà đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương đi tìm kiếm và phát hiện thi thể ba bà cháu trong vườn nhà bà Nhi. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi và đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn từ năm 2018 với con trai và con dâu bà Vượng nên bức xúc và ra tay sát hại ba bà cháu.